sống tập trung ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, dọc theo con sông Đà. Văn hóa của người Cống vì thế gắn liền với con sông hùng vĩ này. Theo số liệu mới nhất, dân số người Cống vào khoảng 3.000 người. Ngọn núi phía sau bản Nậm Khao còn được gọi là núi Cấm. Ở lưng chừng núi có một ngôi miếu thiêng thờ hòn đá tượng trưng cho sức mạnh của người Cống. Ngôi miếu này được gọi là Thổ Tỷ. Chỗ kia cửa suối cái đầm cùm, chen nhau thét nhau đi lại, ai bẻ được cái này thì cũng là cho người làm cái có độc quyền. Thế thì dân tộc Cống là coi tuy là ít người nhưng mà dân tộc Cống là đi lạt thì bể luôn và được ngay. Thế là cả sông Đà cũng như là chảy máu đấy. Cái dân tộc Cống Khao là tuy là ít người nhưng mà có phép là coi là có quyền độc quyền là coi là không có ai bốc đồ lừa. Bức ảnh hiếm hoi chụp miếu Thổ Tỷ cách đây 20 năm. Kể từ khi thắng cuộc, dòng họ Lý nhận trách nhiệm trông coi hòn đá và cử ra một người gọi là chủ miếu. Tháng 3 hàng năm, họ Lý lên miếu làm lễ cầu bình an cho cả bản. Nhiều năm trở lại đây, ngôi miếu đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại hòn đá nằm lọt thỏm giữa núi rừng âm u. Người chủ miếu cuối cùng là bố của anh Lý Văn Trường. Sau khi ông mất, theo tục lệ, anh Trường sẽ tiếp tục công việc này. Nhưng đã 7 năm nay, anh từ chối trọng trách này. Câu chuyện đã xảy ra với bố mình, làm anh lo lắng. Mà năm trước có một đoàn lên trên đấy, không phải đúng theo nguyên tắc và không phải đúng ngày đi miếu đấy, cho nên cũng nói chung là được một năm sau là ông cũng ốm đau ốm yếu với thứ gì ông mất là hầu như gia đình không lên lần nào và cũng không quan tâm đến cái miếu đấy nữa. Ông Lý Văn Nam là thầy cúng trong bản, cũng là chú của anh Trường. Ông nắm được hết các nghi thức của lễ cúng miếu Thổ Tỷ. Nhưng ông không phải là hậu duệ họ Lý năm xưa nên không được trông coi miếu. Những người già trong làng muốn để ông Nam làm chủ cúng, nhưng họ và cả chính ông Nam vẫn còn e ngại. Mình mà không làm đúng phụ tục thì ảnh hưởng đến người thầy cúng. Cho nên không cứ cho nên ai cũng không thể làm được đâu. Từ ngày miếu Thổ Tỷ bỏ hoang, ông Trưởng dòng họ Trang luôn cảm thấy lo lắng. Một vài việc xấu đã xảy ra trong bản. Mấy năm gần đây là nó tai nạn cũng ít nhiều, chứ như các cháu đi xe đi cổ cũng đâm nhau cũng có đấy, tai nạn cũng có đấy. Thế còn là trước thì cũng không có ai bị thế đâu. Công trình thủy điện Lai Châu xây dựng trên sông Đà, đoạn chảy qua huyện Nậm Nhùn. Bản người Cống nằm trong khu vực lòng hồ nên sẽ phải di dời lên chỗ cao hơn. Một năm sau, bản Nậm Khao của người Cống ở nơi tái định cư. Nơi ở mới rất tốt so với bản cũ, nương rẫy vẫn được giữ nguyên. Nhưng người Cống ở Nậm Khao vẫn còn nhiều trăn trở. Cái miếu kia để cũ thôi. Để đạt chỗ cũ thôi, chưa có hướng là chuyển vào, hơn nữa là chị không có người để mà kế cận cái chỗ làm chủ hộ chủ đấy nữa. Miếu Thổ Tỷ vẫn nằm ở bản cũ, giờ là những cánh rừng mênh mông. Họ Lý vẫn từ chối nhiệm vụ trông coi miếu. Rất có thể lớp trẻ sẽ dần quên sự tồn tại của miếu Thổ Tỷ và cổng bản. Mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng, mang theo một phần tín ngưỡng văn hóa của cộng đồng người Cống.